Đây là bản tin dự báo thời tiết cùng với đài trình IBC TV. Mở đầu Minh An xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 17 tháng 2 năm Giáp Thìn. Khu vực đi đô Sài Gòn trong ngày hôm nay trời có nắng và mây đang xen vào ban ngày. Khuya ngày hôm nay đôi lúc trời có mây tại vùng đi đô Sài Gòn. Thời tiết se lạnh vào đầu ngày và ấm dần vào giữa trưa với nhiệt độ cao nhất tăng lên đến 67 độ vào ban ngày, giảm xuống 51 độ cho buổi tối ngày hôm nay. Ánh bình minh sẽ ló dạng vào lúc 6 giờ 46 phút và hoàng hôn vào lúc 7 giờ 08 phút chiều tối. Độ ẩm trung bình từ 62% vào ban ngày tăng lên đến 81% vào ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này với cường độ 11 dặm 1 giờ từ hướng nam vào ban ngày, thay đổi từ hướng đông nam với cường độ 7 dặm 1 giờ cho buổi tối ngày hôm nay. Và chỉ số UV Index vẫn giữ ở mức khá cao 8 trên 11. Điểm qua thời tiết cho ngày mai ngày thứ tư tại vùng đi đô Sài Gòn. Ngày mai trời bắt đầu với nắng và mây đang xen, càng về khuya ngày mai trời càng xuất hiện nhiều mây mù. Nhiệt độ không thay đổi nhiều trong ngày mai với 68 độ là nhiệt độ dự đoán cao nhất vào ban ngày, 52 độ là nhiệt độ thấp nhất cho buổi tối ngày mai. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai từ 6 tới 10 dặm 1 giờ từ hướng nam vào ban ngày, đông nam vào ban đêm. Và tiếp nối, mình đang xin mời quý vị đến với thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ cùng với đài trình IBC TV. Chúng tôi kính chúc cho quý vị vô lượng an lạc.